đặc biệt hơn. Theo chia sẻ của người bán thì đây là chiếc xe BMW X7 của MC Trấn Thành. Ngày trước, xe được dán lớp dây can màu trắng, nhưng đã lột bỏ để lộ lớp sơn nguyên bản màu xanh dương. Lý do bán xe hiện được giấu kín. Phần đầu xe SUV BMW X7 đời 2020 sở hữu cụm lưới tản nhiệt mạ chrome cỡ lớn, có thể đóng mở cửa hút gió cùng camera phía trước. Vì thuộc bản M-Sport nên xe có cản trước thể thao và hầm hố hơn. Cụm đèn pha trên bản nhập Mỹ là loại LED thông minh có thích ứng tự động, adaptive. Mẫu SUV tới từ Đức sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 5163, 1999, 1805mm, chiều dài cơ sở 3103mm. Đối thủ của BMW X7 là những mẫu xe như Mercedes-Benz GLS 450, Volvo XC90 hay là Lexus LX600 mới được ra mắt. Bộ vành 5 chấu kép 21 inch là tùy chọn của phiên bản M-Sport với mẫu SUV X7 của BMW. Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi nhan và camera quan sát hai bên. Bệ bước chân đặt hai bên giúp chủ xe ra vào dễ dàng hơn. Nếu phần đầu xe mang cái nhìn khá lạ lẫm với số đông khách hàng, thì đuôi xe có thiết kế khá tương đồng với những mẫu xe khác thuộc dòng X-Series của BMW. Cụm đèn hậu tích hợp công nghệ LED. Thay vì trang bị cụm đèn hậu nối liền như một số mẫu xe thương mại hiện nay, BMW X7 được bổ sung một thanh kim loại nối liền cụm đèn hậu, tạo vẻ ngoài hiện đại cho xe. Tên xe X7 đặt bên trái và logo nhận diện phiên bản X-Drive 40i đặt phía bên phải. Tiến vào bên trong, khoang nội thất của X7 sử dụng nhiều vật liệu cao cấp gồm kim loại, da và gỗ. Xe được trang bị vô lăng thể thao M-Sport tích hợp lẫy chuyển số, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí 12,3 inch. Điểm mới trên BMW X7 là cần số được làm từ pha lê, đặt ngay bên cạnh là nút khởi động Start-Stop Engine và dãy nút lựa chọn các chế độ lái. Ghế ngồi thể thao bọc da màu trắng có thể chỉnh điện đa hướng nhớ hai vị trí, tích hợp chức năng thông gió, massage và đệm bắp đùi chỉnh điện. Hàng ghế sau chỉ có hai chỗ ngồi với tựa tay riêng biệt. Ghế có thể chỉnh điện như phía trước nhưng không có nhớ vị trí. Hàng ghế thứ ba với hai chỗ ngồi cũng được ưu ái với cụm nút bấm chỉnh điều hòa và có thể gập gọn. Một số trang bị nổi bật khác trên xe bao gồm hệ thống điều hòa 5 vùng độc lập, sạc điện thoại thông minh không dây và màn hình hiển thị HUD, cặp màn hình giải trí cho hàng ghế phía sau, hệ thống âm thanh cao cấp. BMW X7 X-Drive 40i được trang bị động cơ i6 dung tích 3 lít, công suất 335 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 450 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp. Khả năng tăng tốc không đến 100 km/h trong vòng 6,1 giây. Xe có 3 chế độ lái gồm Eco, Comfort, Sport. Hiện, chiếc BMW X7 từng thuộc sở hữu của MC Trấn Thành. Trong bài viết đang được giao bán tại showroom ô tô đã qua sử dụng tại quận Long Biên, Hà Nội,